Chào nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh nhật ký phần 2 chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần phân tích thời sự chiều ngày hôm nay vẫn nhắc lại quý vị là cuốn phim cạn dầu đã có ở trên phượng mai official và đây là cái trang của phượng mai official quý vị vào đây bấm vào logo sẽ vào trang này trong đó thì cuốn phim cạn dầu đã có quý vị nào muốn xem chưa xem hoặc muốn xem lại hay là share cho bạn bè ở trên uh, mạng xã hội quý vị có thể vào đây để share ra hoặc là xem hoặc là quý vị có thể xem những cái cuộc phỏng vấn với các anh chị em nghệ sĩ đóng trong cuốn phim cạn dầu có trang thanh Lan, linh tâm hương lan phượng mai là bốn cuộc phỏng vấn đầu tiên và những cuộc phỏng vấn sau đó sẽ nói về cuốn phim này và mong rằng quý vị qua bên đó ghi danh cũng như là xem để mà tăng lượng view cho họ để nghệ sĩ có được cái niềm khích lệ bên channel của phong thì uh, thời sự tin tức nhiều tôi cần những người quan tâm thời sự và không nhất thiết là cần cái quan tâm cái số lượng view tuy nhiên bên channel của phượng mai thì các anh chị em nghệ sĩ rất cần sự hỗ trợ của quý vị để kích lệ tinh thần mong quý vị qua đó xem hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ để họ có thêm những cái sản phẩm nhằm à, cống hiến cho quý vị trong thời gian tới đó là cái thông báo của phong và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần à, thời sự chiều ngày hôm nay và như đã giới thiệu trước vào buổi sáng quý vị Phần thời sự chiều ngày hôm nay, phần thứ hai tập trung vào cái cuộc giành ảnh hưởng của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á. Quý vị, trước đó thì Vương Nghị trước khi mà có mặt tại Bali ở tại Indonesia trong cái hội nghị cấp bộ trưởng của khối G20 thì Vương Nghị đã có một cái tour đi thăm các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là những quốc gia dọc theo dòng sông Mê Công, trong đó gồm năm quốc gia Miến Điện, Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Trước khi mà Vương Nghị tới Indonesia. Trong khi đó ngược lại phía Hoa Kỳ thì sau khi mà ông ngoại trưởng Anthony Blinken có mặt ở tại cái hội cái hội nghị của cấp bộ trưởng khối G20 ở tại Bali thì ông ta bắt đầu có cái chuyến công du qua một số quốc gia tại Đông Nam Á, trong đó bao gồm luôn cả Thái Lan được mô tả là một đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ. Quý vị, chuyến đi này, này rõ ràng là hai bên đều có cái sự tranh giành ảnh hưởng ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong bản tin ngày hôm nay thì bất ngờ Vương Nghị đã lên tiếng và tuyên bố là sẽ có những đám mây đen và một trận đại cuồng phong nếu như mà Hoa Kỳ lẫn Đài Loan từ bỏ bản đồng thuận về chính sách một nước Trung Quốc. Đó là lời tuyên bố của Vương Nghị ngày hôm nay. Quý vị, lời tuyên bố này được đưa ra tôi cho rằng trong lúc mà ông ta vừa hoàn tất cái chuyến viếng thăm các quốc gia Đông Nam Á có lẽ là vương nghị đã nhận được một số những cái phản ứng từ những quốc gia này quý vị à, thứ nhất là các quốc gia Đông Nam Á vẫn đang xem cái thái độ của Trung Quốc đối với Đài Loan ngược lại họ cũng đang xem cái thái độ của Hoa Kỳ với các quốc gia ở à, với lại Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á vẫn đang trong cái tình trạng gọi là lưỡng lự chưa biết chọn phía nào trong cái việc mà um, cái chuyển trục của Hoa Kỳ tại Á Châu, tức là khẳng định cái chiến lược Indo-Pacific. Mặc dù có một số quốc gia đã nhận lời gia nhập vào cái uh, sáng kiến của Joe Biden gọi là IPEF, tức là một cái lực kinh tế đối trọng với Trung Quốc để cạnh tranh với Trung Quốc tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, quý vị, các quốc gia bị lưỡng lự bởi vì cái thái độ của Trung Quốc trong vấn đề. Uh, chủ quyền biển đảo ở trên quần đảo trường sa và những hành động của bắc kinh sử dụng cái một vành đai một con đường trở thành một cái vũ khí uy hiếp đối với những quốc gia nằm trong cái à, hoàn cảnh này và quý vị thấy là sri lanka đã bị vỡ nợ lào đang bước tới ngưỡng cửa của vỡ nợ khiến cho nhiều quốc gia kể cả cái quốc gia mà thái lan là được xem là một trong những quốc gia à, trước đây là đồng minh của hoa kỳ và được xem là đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ đã bắt đầu suy nghĩ lại. Tại vì cái người mà thủ tướng hiện nay của Thái Lan là một nhân vật xuất thân từ quân đội, ông Prayut. Người này thì đã có một số những cái thúc đẩy cái mối quan hệ của ông ta với lại phía của chính quyền của Bắc Kinh. Trong đó quý vị, đặc biệt là có hai cái dự án. Cái dự án thứ nhất là ông ta dự tính là sẽ là mua một số những cái tiềm tuy đỉnh do Trung Quốc chế tạo nhưng đáng tiếc thì cái dự án này thứ nhất là bị chống đối bởi phía của bị chống đối bởi phía của à, người dân Thái Lan và thứ hai à, và à, do Đức đã không cung cấp một số thiết bị khiến cho cái dự án này bị hủy bỏ và thứ hai là một cái dự án đầy tham vọng của Thái Lan để thay thế cái vị trí của Indonesia của à, Singapore thì đúng hơn quý vị có lẽ tôi sẽ phải mở cái bản đồ lên để cho quý vị thấy khu vực Đông Nam Á gồm những quốc gia nào. Và giờ đây thì Hoa Kỳ đã bắt đầu coi trọng tới cái đất nước Thái Lan, nơi được xem là đã có sự bất ổn chính trị trong 20 năm nay. Và quý vị, trước khi mà nói về cái bất ổn chính trị và sự chọn lựa của Thái Lan trong cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và của Hoa Kỳ, thì tôi mở bản đồ lên cho quý vị xem. Quý vị, khu vực này được xem toàn bộ là khu vực của Đông Nam Á bao gồm luôn cả miếng điện. Miếng điện thật sự không dính vào khu vực ở phía Nam. Họ dính vào phía Nam Á nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn nằm trong khối các quốc gia thuộc Đông Nam Á. Trong đó có Lào, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, Campuchia là năm quốc gia nằm dính cái mảnh đất này. Thái Lan, rồi tới Malaysia, Singapore, Indonesia và Malaysia. Quý vị nằm ở đây. Thì quý vị, xưa nay là nếu mà vận chuyển hàng hóa và năng lượng thì phải đi ngang cái eo biển Malacca của Singapore. Quý vị thấy đây là chiếc Malacca đây. Thì thường thường các tàu vận chuyển sẽ đi ngang khu vực này để đi vào biển Đông và vận chuyển à, à, qua bên Trung Quốc hay hoặc là qua bên Đài Loan, qua bên Nhật vân vân và Nam Hàn. quý vị, họ sẽ phải đi qua cái eo biển này bởi vì đi vòng dưới đây thì rất là xa. Và quý vị thấy là từ ở à, cái eo biển Hormuz nằm ở bên iran đây là cái nơi được xem là có cái mức bận rộn nhất của việc mà chuyên chở các cái tàu năng lượng khi mà họ chuyển qua á châu là họ phải đi cái lộ trình từ bên đây xuống bên đây và đi ngang qua cái eo biển của singapore để đi vào trong cái khu vực của biển đông trước khi mà họ vận chuyển tất cả những cái dầu khí này qua cho các quốc gia đông nam á bên cạnh đó thì thái lan đã từng có một cái dự án là họ sẽ đào một cái kênh từ cái eo này quý vị, ngay chỗ quý vị thấy cái 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 kênh này không quý vị. Họ sẽ đào một cái kênh băng ngang qua Thái Lan để mà có thể có được những cái tàu vận chuyển thay vì đi ngang qua eo biển của Singapore thì Thái Lan có thể mở một cái cái kênh đào băng ngang khu vực này để đi vào Ấn Độ Dương. Quý vị thấy bên đây là Thái Bình Dương, bên đây là Ấn Độ Dương thì chỉ có một cái eo biển của Singapore là eo biển Malacca là cái nơi mà có thể nó là à, Singapore làm giàu và trở thành một quốc gia có cái à, mức sống cao nhất tại ở châu nhờ vào eo biển Malacca. Bởi vì Singapore rất nhỏ. Họ là một cái đảo quốc và một cái một cái thành phố rất là nhỏ nhưng mà họ là một quốc gia. Thì quý vị, họ kinh doanh và và họ phát triển đất nước bằng cái eo biển này bảo trì đi ngang tất cả những khu vực đó, họ thu cái tiền mà băng ngang của các tàu trên thế giới đó quý vị là cái xương sống kinh tế của Singapore. Và Thái Lan, ông Prayut thủ tướng đương kim của Thái Lan muốn xây một cái kênh đào ở khu vực này và lúc đó đã đề nghị với phía Trung Quốc và Trung Quốc sẵn sàng tham gia cùng với Thái Lan cái kênh đào này. Thì quý vị, đây là một cái dự án khá nguy hiểm bởi vì nếu Trung Quốc mà kiểm nếu mà cái kênh đào này được đào thành công và Trung Quốc kiểm soát thì coi như là Thái Lan là Singapore mất đi cái tư thế là thứ nhất thứ hai tại vì Trung Quốc sẵn sàng chơi giá rẻ để mà tạo một cái kênh đào này đi ngang và gần hơn thứ hai là nó có cái chiến lược về quân sự <laughs> nếu Trung Quốc kiểm soát điều này và kỳ rồi Vương Nghị đi họp ở tại các quốc gia Đông Nam Á với một cái mục tiêu là xây dựng một cái đường rầy xe lửa từ ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đi ngang các quốc gia này để mà đi xuống tận Thái Lan và có thể qua Malaysia, quý vị. Đây là cái bản đồ thì quý vị thấy là vấn đây là tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và Vân Nam dự tính là sẽ có cái đường rầy xe lửa mà họ sẽ dự tính gần 10 năm nay là sẽ đi ngang Việt Nam, Lào, à, Thái Lan, Campuchia và đi xuống đây. Bên đây, quý vị, từ đây, quý vị họ sẽ đi ngang qua Miến Điện luôn và đi xuống cái dãy uh, uh, cái dãy uh, gọi là lãnh thổ của Thái Lan để đi qua Malaysia tới Singapore và có thể là họ sẽ đi tới cả uh, Indonesia nếu mà xây một cái kênh đào một cái uh, hệ thống đường chạy xe lửa thì họ sẽ đi toàn bộ khu vực trong Nam Á đây là cái tham vọng của Trung Quốc bởi vì nó không mang ý nghĩa không những mang ý nghĩa về kinh tế mà nó còn mang ý nghĩa về cái chiến lược quân sự của Trung Quốc tức là giống như tôi nói trước đây trong các cái livestream nếu như Hoa Kỳ thành công mà khống chế được mặt biển thì Bắc Kinh sẽ khống chế đất liền. Và cái dãy đất liền này nó nằm giữa Ấn Độ Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Quý vị, cái địa điểm chiến lược quan trọng của khu vực Đông Nam Á chính là cái khu vực này. Và tại sao Hoa Kỳ gọi đây là chiến lược Indo-Pacific và Bắc Kinh đang tăng cường cái mạng cái mạng lưới kinh tế và quân sự của họ ở khu vực này. Họ phải khống chế các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên quý vị, các quốc gia Đông Nam Á họ đã thọ giáo cái thái độ uy hiếp của Bắc Kinh. Họ làm ăn với Bắc Kinh nhưng chưa bao giờ họ tin Bắc Kinh. Ngược lại, họ thật sự muốn làm ăn với Hoa Kỳ nhưng lại sợ cái cái nền chính trị phức tạp của Hoa Kỳ mà một lần họ đã bị bỏ rơi. Quý vị, Thái Lan là quốc gia điển hình. Năm 1996 thì lúc đó quý vị, À, các quốc gia trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang à, tiến hành cái việc mà cho Miến Điện được gia nhập vào trong cái à, khối này. Thì người phản đối là tỷ phú George Soros của Hoa Kỳ. Ông này phản đối không muốn cho Miếng Điện gia nhập vào khối ASEAN và ông ta tuyên bố là sẽ có cái hành động trừng phạt. Cuối cùng các quý vị, ông ta đã bung tiền mua đồng baht của Thái Lan, khiến cho tiền của Thái Lan bị sụp đổ kéo dây chuyền toàn bộ cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu năm 1997 và khiến cho Indonesia sụp đổ luôn nguyên một cái triều đại của Suharto. Đây là cái biến cố lớn nhất tại Á Châu năm 1997. Và lúc đó Bill Clinton thay vì là à, hỗ trợ cho những quốc gia Á Châu vượt qua cái khó khăn này thì ông ta thúc đẩy toàn cầu hóa và tập trung vào thị trường Trung Quốc bỏ mặt luôn toàn bộ khối, khối Á Châu và hậu quả mà ông Bill Clinton bỏ mặt toàn bộ khối Á Châu khiến cho những quốc gia này phải tự bơi. Và cái quý vị kết quả Thái Lan là cái nước bị tổn thương nặng nề nhất. Ngoài trừ cái cơn khủng hoảng kinh tế ra, họ luôn lâm vào tình trạng bất ổn xã hội và bất ổn chính trị trong suốt 20 năm từ năm 1997 kéo dài cho tới bây giờ, tức là hơn 20 năm. Tức là bây giờ, tới 2017 luôn. Quý vị, Lý do là cái cơn khủng hoảng này khiến cho Thái đã bị lúng túng trong cái vấn đề gọi là phát triển kinh tế. Và các cái chế độ, các cái triều đại mà các đời thủ tướng của Thái Lan đã không chịu nổi áp lực của đảng đối lập. Và liên tục thay đổi cái vị trí thủ tướng. Quý vị thấy là rất là nhiều. Thái Lan đã có cái cơ cơn khủng hoảng chính trị kéo dài. Và có những lúc nó dẫn tới sự bạo động giữa phe áo vàng và phe áo đỏ vân vân thì quý vị, Thái Lan bị lâm vào cái cơn khủng hoảng chính trị kéo dài cho tới bây giờ. Tạm thời mấy năm nay yên ổn là do cái thái độ quân phiệt của ông Prayut, ông ta là một tướng lĩnh trong quân đội, đứng ra và nhận chức thủ tướng của Thái Lan, sử dụng cái quyền lực quân đội trấn áp tất cả những cái cái đối lập và tới giờ phút này Thái Lan vẫn đang có những cuộc biểu tình để đòi lại cái chế độ dân sự của họ. Tại vì họ bắt đầu thấy là Prayut đi đường hướng giống như là miền Điện. Nhưng Thái Lan bây giờ quý vị, nó chiếm sâu Biển Đông thì Thái Lan eo ở cái cái Thái Lan sẽ trở thành một cái điểm khá quan trọng và đây là nơi giành ảnh hưởng của cả tập của cả tập Cân Bình và của Joe Biden và Vương Nghị khi tới Thái Lan ông ta đã thúc đẩy lại cái dự án này cái dự án là đào cái kênh đào ở giữa Thái Lan thì quý vị lại từ chối. Lần lần trước chính Prayut là người đã đồng ý và thúc đẩy, nhưng lần này ông ta từ chối. <laughs> ông ta từ chối vì hai lý do. Thứ nhất là chính bản thân ông ta đã thọ giáo khi mà đại dịch bùng nổ. Thái Lan bị chết toàn bộ cái ngành du lịch của họ. Và khi phục hồi trở lại, dân Trung Quốc trước đây là khách lớn nhất của Thái Lan. Tức là cái lượng du khách từ Trung Quốc nó tràn qua Thái Lan đông khủng khiếp luôn. Nhưng sau 2 năm đại dịch thì quý vị, dân Trung Quốc rút đi hết thì Thái Lan bắt đầu thọ giáo khi mà họ quá tập trung vào một cái nguồn du khách ở Trung Quốc. Thay vì trước đây quý vị, du khách mà người ta tới Thái Lan rất là nhiều, họ đến từ khắp các nơi trên thế giới và Thái Lan trở thành một cái địa điểm du uh, du lịch nổi tiếng của thế giới. Nhưng kể từ khi mà Tập Cận Bình lên Thì quý vị Thái Lan đã bắt đầu tập trung vào cái nguồn du khách ở Trung Quốc Thì chính họ bị uy hiếp bởi du khách của Trung Quốc Do đó bây giờ sau 2 năm đại dịch Thì Prayut nhận ra được Cái sự nguy hiểm của Thái Lan Khi lệ thuộc vào Trung Quốc Do đó ông ta đã từ chối Cái lời đề nghị của chính Vương Nghị Là là tiếp tục cái dự án kênh đào ở giữa Thái Lan. Quý vị, đây là một cái dự án đầy tham vọng nha quý vị. Đáng tiếc là bây giờ cái dự án này đã bị gãy rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Thái Lan bắt đầu nhìn lại rõ ràng cái cục diện của Á châu Thái Bình Dương và đặc biệt là sự đe dọa của Trung Quốc từ Campuchia, quốc gia có đường biên giới trực tiếp với Thái Lan khi mà Campuchia đã bắt đầu cho phép quân đội Trung Quốc hiện diện trên mảnh đất này, thì Thái Lan đã bắt đầu có cái sự uy hiếp về mặt an ninh quốc phòng của họ. Mà Prayut không muốn. Tại vì xưa nay thì quan hệ của Thái Lan với Trung Quốc vẫn chỉ là cái quan hệ kinh tế. Nhưng nay thì Trung Quốc đã bắt đầu có căn cứ quân sự của họ tại Campuchia, uy hiếp tới cái an ninh quốc phòng của Thái Lan. Do đó Prayut phải từ chối và sự từ chối của virus này đã khiến cho vương nghị nghĩ rằng là các quốc gia á châu đang xem vào cái thái độ của trung quốc đối với đài loan do đó tại sao mà ngày hôm nay ông ta tuyên bố là sẽ có một cơn đại bảo hay là một cơn đại cuồng phong nếu như à, phía của hoa kỳ và của đài loan hủy bỏ cái bản đồng thuận năm 1982 và năm 1992 bản đồng thuận này đã được À, Trung Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý năm 1982, tức là 3 năm sau khi ban giao với Trung Quốc và năm 1992 Trung Hoa Quốc Dân Đảng đã ký một cái bản đồng thuận tương tự như vậy với phía Trung Quốc là thừa nhận một à, chính sách một nước Trung Quốc. Nhưng đáng tiếc khi bà Thái Anh văn lên năm 2016, bà tuyên bố hủy bỏ bản đồng thuận năm 1992 tại vì bà nói rằng lúc đó Đài Loan đang bị cai trị dưới chế độ quân phiệt. Và cái giá trị của cái bản đồng thuận đó không được sự đồng ý của toàn dân thái, toàn dân Đài Loan. Do đó bà bà hủy bỏ và thúc đẩy cái tiến trình độc lập cho Đài Loan. Thì quý vị, chuyện này chúng ta đã biết trong mấy năm nay. <laughs> tuy nhiên, ngày hôm nay sau khi mà Anthony Blinken tới Thái Lan thì bất ngờ Vương Nghị tuy, đưa ra lời tuyên bố là sẽ có trận đại cùng phòng, có nghĩa là các quốc gia Đông Nam Á đang coi vào thái độ của chính quyền Joe Biden. Nếu như họ hủy bỏ bản đồng thuận này, thì nó sẽ chứng minh được cái lập trường của Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu. Và dường như là Thái Lan đã bật ra cái ý này với Anthony Blinken. Do đó, tại sao Vương Nghị đưa ra lời phát biểu trên? Có nghĩa là Thái Lan vẫn muốn là đồng minh của Hoa Kỳ, vốn đã có trước đây và thân thiết trước năm 1997 nhưng sau năm 1997 dưới thời của Bill Clinton thì quý vị, Thái Lan đã phải đi hai hàng, tức là để cứu vãn cái nền kinh tế của mình. Thái Lan đã associate rất nhiều với Trung Quốc. Nhưng nay họ nhận ra được cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc về an ninh quốc phòng và về cả kinh tế. Họ lưỡng lự. Thì quý vị, họ muốn biết cái lập trường của Hoa Kỳ. Tại vì họ không muốn bị bỏ rơi giống như năm 1997 mà họ là nạn nhân bị tổn thương nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế thời điểm đó. Hai quốc gia bị nặng nề nhất là Thái Lan và Nam Hàn. Thì quý vị, Thái Lan là cái nguồn gốc của cơn khủng hoảng kinh tế. Do đó, họ cẩn thận, họ muốn biết được cái quan điểm của Hoa Kỳ và cái lập trường của Hoa Kỳ. Thì có lẽ Anthony Blinken đã trả lời một cách khéo léo là trước sau gì Đài Loan cũng đi tới độc lập chính câu trả lời mang tính chất gọi là tổng quát này đã khiến cho Vương Vương Nghị phải lên tiếng. Chính vì vậy quý vị, ngày hôm nay gần như là cái cuộc đấu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là tập trung vào khu vực Đông Nam Á. Bởi vì đây là cửa ngõ của Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương. Mà quý vị, kiểm soát Ấn Độ Dương hiện nay vẫn là Ấn Độ. Nhưng mà có một số quốc gia đã mở cửa cho Trung Quốc nhúng bàn chân của họ vào đây. Pakistan, Miến Điện, là hai quốc gia có luôn cả cái mặt biển với lại Ấn Độ Dương. Hai quốc gia này đang hợp tác với Trung Quốc và có thể tạo cho Trung Quốc có cái cơ hội nhúng chân vào ở khu vực Ấn Độ Dương. Thì tiềm năng này khá nguy hiểm và chỉ có thể đáp ứng được giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là đi ngang qua cái eo biển Malacca bây giờ. Và Singapore lại là quốc gia nắm cái eo biển này. Do đó quý vị cái cục diện của Á Châu, hai quốc gia được xem là khá quan trọng. Trong cục diện này bây giờ, nó chuyển sang Thái Lan và Singapore. Còn cục diện trên Biển Đông thì là Philippines và Việt Nam. Indonesia và Malaysia đã khẳng định lập trường của họ. Tức là họ sẽ cương quyết chống lại cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Và gần như là hai quốc gia này gần như bây giờ đã nghiêng về phía của Hoa Kỳ. Nhiều hơn là Trung Quốc bởi vì hoa kỳ đã có cái nguồn đầu tư khá nhiều vào hai quốc gia này sau khi mà chuyển trục về á châu thì malaysia indonesia vẫn tiếp tục à, có cái khuynh hướng ngã dần dần về phía hoa kỳ nhưng quý vị thái lan và singapore vẫn đang giữ cái quan điểm lơ lửng ở giữa mà cả hai quốc gia này lại là cửa ngõ của thái bình dương và ấn độ dương do đó quý vị cái điều mà quan trọng nhất bây giờ là cái vấn đề mà làm cách nào để mà thuyết phục. Singapore thì họ họ thấy rằng bây giờ tự tin nhất là cái eo biển Malacca. Cả Hoa Kỳ, cả Trung Quốc đều cần cái eo biển này. Cho nên họ có thể làm eo làm sắt được. Nhưng nếu như Hoa Kỳ muốn thuyết phục Singapore, họ phải đầu tư vào Thái Lan. Thì quý vị, cái giải pháp đầu tư vào Thái Lan là cái kênh Trung Quốc thì muốn tổ chức một cái kênh đào băng ngang giữa phía của vùng của Thái Lan. Còn Hoa Kỳ thì không cần kênh đào. Nhưng họ sẽ tổ chức cái kiểu gọi là tiếp vận về các cái mặt hàng. Tức là quý vị, thay vì phải đào một cái kênh đào tốn khá nhiều tiền. Thì quý vị, ở khu vực này, họ tổ chức một cái hệ thống vận chuyển từ ở phía Thái Lan. Tức là ở đây sẽ xây dựng một số những cái bến cảng của Thái Lan. Và từ những bến cảng này, họ sẽ tổ chức những cái trục lộ băng ngang qua cái lãnh thổ của Thái Lan để đưa vào những chiếc tàu ở khu vực bên phía Thái Bình Dương. Đây là cái cách của Hoa Kỳ và cái cách mà có vẻ như thuyết phục được ông Prayuth. Tức là Anthony Blinken nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng cơ sở để giúp cho Thái Lan xây dựng những hạ tầng cơ sở về đường xá, đặc biệt là khu vực băng ngang này, để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên vận chuyển hàng hóa này thì nó nhiều cây hơn, nó không phải để trên một chiếc tàu chạy mà khi nó cập bến Thái Lan ở Ấn Độ Dương thì hàng hóa sẽ được chuyển xuống bằng đường bộ và chở qua bên khu vực bên đây để mà đáp ứng cho khu vực của Thái Bình Dương và ngược lại. Đây là một trong những cái đề nghị từ phía của Hoa Kỳ khiến cho Trung Quốc bắt đầu giật mình. Họ tin rằng là Hoa Kỳ sẽ không đầu tư vào một cái kênh đạo. Và bây giờ sự thay đổi quan điểm của Prayuth tức là ông thủ tướng của Thái Lan đã khiến cho Bắc Kinh giật mình. Do đó, Vương Nghị lên tiếng để mà nói rõ ràng về cái vấn đề của Đài Loan là muốn khẳng định Trung Quốc sẽ không bỏ Đài Loan. Ngược lại, thì Anthony Blinken sẽ đưa ra đã đưa ra một cái giải pháp mà được xem là có cái tầm chiến lược kéo dài, tức là trước sau gì Đài Loan cũng được độc lập. Nhưng lộ trình này nó cần sự phối hợp ở các phía tại Á Châu để bảo đảm rằng là khi Đài Loan độc lập sẽ không bùng nổ một cuộc chiến. Đó là cách mà Anthony Blinken, tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã thuyết phục Thái Lan. Và quý vị, do đó lần này cái cuộc gọi là vận động về tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và của Trung Quốc trong vấn đề mà thuyết phục thì quý vị, ba quốc bốn quốc gia còn lại trong khối Mê Công thì gần như là bốn quốc gia này nằm trong tay của Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện. Thì chỉ còn lại một cái cửa duy nhất là Thái Lan Do đó quý vị Vương Nghị rất là muốn thuyết phục Ông Prejud Nhưng mà giống như tôi nói Hai năm đại dịch Nó đã cho ông Prejud nhìn ra được Cái sự nguy hiểm của Trung Quốc Bây giờ ông không dám ho hé Trong việc mà gọi là kết nối với Trung Quốc nữa Và trong cái bản tin Mà từ tờ Bangkok Từ tờ Bangkok Post Tức là một tờ báo lớn nhất ở Thái Lan Đó quý vị họ dùng chữ là on ali thái lan là on ali của hoa kỳ tức là một đồng minh lâu đời của hoa kỳ việc đồng minh này đã bị giảm đi và đã bị quên đi kể từ cái biến cố khủng hoảng kinh tế năm 1997. Khiến cho cái giá trị đồng minh của Thái Lan bị lưu mờ. Thì bây giờ tờ Bangkok Post nhấn mạnh lại cái đồng minh cũ và đồng minh lâu đời này thì cho thấy rằng là Thái Lan bây giờ gần như là một cái tâm điểm mà cái cuộc gọi là giành ảnh hưởng, tại vì Thái Lan nghiêng về phía Hoa Kỳ, thì nó sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia còn lại, gồm có Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện, đặc biệt là Lào, Lào có đường biên giới trực tiếp với Thái Lan và Lào đang vướng vào cái một vành đai một con đường, chuẩn bị giống như Sri Lanka vỡ nợ sắp tới, do đó Lào cũng đang trông chờ cái quyết định của Thái Lan để họ chọn hướng đi của họ. Họ bị lặm quá nhiều vào trong cái một phần đai một con đường. Kể cả những cái đập thủy điện của Lào là do Trung Quốc tài trợ. Và quý vị, giờ đây thì chúng ta thấy là cục diện của Đông Nam Á có vẻ như là bắt đầu sắp sửa đi tới một cái giai đoạn phải chọn phía. Giống như tôi nói, thế giới lưỡng cực quay trở lại. Cái xu thế này không cản được các quốc gia ở trên thế giới đều phải đi vào cái việc chọn một bên kể cả khu vực đông nam á và nếu như mất đi đông nam á bắc kinh sẽ chính thức bị cô lập họ vẫn còn cái cửa của đông nam á và trung á là hai cánh cửa duy nhất mà mở rộng cái thị trường của trung quốc nhưng nếu hai cánh cửa này một trong hai cánh cửa này đóng lại có nghĩa là trung quốc sẽ bị cô lập do đó quý vị cục diện này nó sẽ ảnh hưởng và nếu như Nhật mà cải tổ cái uh, tu, tu chính các cái bản hiến pháp của họ thì họ sẽ nhấn mạnh thêm cái uh, tầm quan trọng của nước Nhật thì quý vị các quốc gia này sẽ nhanh chóng nghiêng về phía Hoa Kỳ. Ít nhất là phía Nhật. Do đó quý vị, Bắc Kinh đang lo ngại rất rất nhiều chuyện này và bây giờ họ phải chăm sóc cẩn thận cái sân sau của họ. Và đó cũng là mục đích chuyến đi của Vương Nghị tới khu vực Đông Nam Á vừa rồi. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong trong cái Hilton nhật ký vào chiều ngày hôm nay liên quan tới cái việc tranh giành ảnh hưởng tại Đông Nam Á của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Trong đó, Hoa Kỳ có vẻ như đã chiếm thượng cơ và Thái Lan trở thành cái tâm điểm ở tại khu vực Đông Nam Á chứ không phải là Việt Nam hay Philippines. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.